Xin chào người đã quay trở lại kênh của mình nha. Thì hôm nay HBK Gaming sẽ tiếp tục cái series khám phá hoàn thành 100% nhiệm vụ đảo nha anh em. Thì hôm nay mình sẽ làm đảo thứ 9, đây, đảo người khổng lồ của danh sách thứ 2 nha. Anh em nào mà chưa làm những đảo trước danh sách thứ 1 nè, đảo thứ 8 rồi nè thì có thể xem những video trước nha. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu hoàn thành đảo thứ 9, đảo người khổng lồ. Thì làm nhiệm vụ khám phá đảo này anh em nhận được rất là nhiều phần quà như vé vàng bay tướng này, trái tăng ác quỷ và nhiều phần quà khác nha anh em. Rồi ok, không nói nhiều nữa thì tiếp tục. Bây giờ mình sẽ bắt đầu khám phá. Ok, thì trong series này cũng là series mình vừa khám phá hoàn thành 100% nhiệm vụ đảo phải không? Vừa sưu tập hình ảnh luôn. Đây, thì mới vô sẵn có cái sưu tập hình ảnh nên mình sẽ sưu tập luôn. Đấy, thì nói chung series này rất là hay luôn nên anh em theo dõi nha. Rồi, đây sẽ chọn hai nhân vật. Ok, giờ chọn ai đây? Thì chỗ này Yoro với lại Sanxi nha. Không có gì khó cả. Rồi, vô. Chỗ bức hành đó, chỗ bức ảnh siêu tầm đó là sẽ là Yoro với Sanxi nha anh em, chú ý. Ok, thôi bấm qua luôn ha, cho nhanh đi anh em ơi. Nói chung đó, siêu tập hình ảnh xong đó. Đó, vì cái siêu tập hình ảnh anh em sẽ nhận được rất nhiều trái tăng luôn, như tăng lực chiến đây. Wow! Wow, được 100 trái tăng luôn, mà tăng 300.000 lượt chiến. 3.000 lượt chiến chứ. Ok, tiếp tục nha, khám phá đảo. Rồi, nói chung đây là cái series vừa kết hợp khám phá 100% nhiệm vụ đảo và vừa hướng dẫn anh em những vị trí sưu tập hình ảnh rồi luôn nha. Rồi, có thanh niên. Mới vô thì anh em cứ thấy bé nào mà có dấu chấm than màu tím anh em nhận hết cho mình. Rồi. Ok, xong anh em đi thôi. Đây, chỗ sưu tập hình ảnh nữa thôi. Lỡ rồi mới vô anh em cứ sưu tập nhiều hình ảnh luôn nha. Rồi, mình sẽ sử dụng gợi ý tiếp đi. Rồi, chỗ này á là Usopp với lại Nami nha anh em. Rồi, Usopp, Nami. Đây. Ok, anh em phải chọn nhân vật tướng A nha. Nhân vật tướng cũ á, đây. Usopp với Nami nè, đó. Rồi hai nhân vật này nha. Ok. Ok anh em còn phải chọn đúng nữa. Anh em chọn mấy tướng đời đầu nha. Mấy tướng hệ A đời đầu nó mới chịu. Ok. Mấy này thì có nhung nói chuyện thôi xong. Qua wow, sưu tập thêm một bức hình nữa. Quá dễ. Rồi anh em sẽ đi vòng vòng tìm ai có dấu chấm than màu tím anh em nhận thôi đây. Ủa đây sưu tập hình ảnh, ủa cái đảo này sưu tập hình ảnh nhiều quá. Thôi nhận bé này cái, nhận nhiệm vụ bé này cái nha. Đấy, xong anh em qua chỗ này, anh em nhận nhiệm vụ bé này tiếp. Nói chung anh em theo dõi và làm theo giống cái series mình nha. Chứ mà anh em làm chọc cái bước nào thì nó sẽ khác một tí á, sẽ hơi mệt đó. Nên anh em vừa theo dõi vừa làm theo mình, đây xong. Rồi sẵn đây sưu tập hình ảnh luôn anh em. Rồi cái này hình như Luffy ha. Mình không dùng gợi ý luôn, mình chọn đại Luffy không phải. À vậy là ok, vậy là Mr. Bye. Yes. Mr. 3 nha. Hello Mr. 2 chứ lộn, anh em chọn nhân vật Mr. 2. Rồi. Chu 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 chu. Ok, bấm qua đi. Ok, xong thêm một bức hình nữa. Đây nè, xong thêm bức hình nữa vô anh em nhận được trái tăng 50 trái tăng nữa. Trời ơi, nói chung cái series này anh em cày nó anh em chăm làm nhiệm vụ đảo rồi sưu tập hình ảnh là nói chung khoảng 2-3 ngày là anh em quá trời trái tăng, quá trời vé vàng quay tướng, anh em đủ quay tướng xịn này kia luôn. Đấy. Anh em mở cái bản đồ lên cho rộng rộng coi thử chỗ nào có dấu chấm than màu tím đây. Tiếp tục dấu chấm than màu tím bên đây. Thấy rồi nha. Đây. Người khổng lồ. Ok, xong. Sau khi nhận nhiệm vụ đó, anh em đi qua đây. Đây, thấy không? Thấy có cái kính lúc nè. Đó, kính lúc hiện lên nè. Lấp lánh nè, anh em bắt đầu tìm. Đấy. Rồi, đây, cái thùng này nữa. Cái thùng này là của thằng người khổng lồ nè. Đó. Đi tìm thức ăn cho người khổng lồ đó đó. Còn cái lấp lánh này là cái nhiệm vụ khác nha. Đó. Mình mới lấy cái thùng đó giờ đưa cho thằng này. Đưa cho ông người khổng lồ ăn đi. Đấy.
Rồi tiếp tục đi tìm mấy cái lấp lánh nữa. Gì đây? Nói gì vậy? Không có. Đây lấp lánh đây nữa, là hai cái lấp lánh. Hồi nãy chỗ kia là cấp lấp lánh phải không? Rồi chỗ này cái lấp lánh nữa. Ok. Đây thằng người khổng lồ này nó kêu nhiệm vụ nữa nè. Nhưng mà tự để mình qua lấy cái lấp lánh nữa. Đâu đây, sưu tập hình ảnh nữa nè. Đây cái lấp lánh này nữa nè. Rồi sưu tập hình ảnh, map này sưu tập hình ảnh nhiều ghê ta. Thôi kệ, sưu tập càng nhiều thì kiếm tiền nhiều thôi. Rồi sau khi mà ấy lấp lánh xong á, anh em đi qua đây. Đây 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 đây, thanh niên này, gặp thanh niên này nha. Lu 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 xì đồ nên. Xong đó, anh em hoàn thành nhiệm vụ. Rồi đây có lấp lánh nữa nè, nhận luôn. Lấp lánh này là lấp lánh quà thôi chứ không có liên quan gì tới nhiệm vụ đảo này nha. Đó anh em cứ nhặt thôi, thấy cái nào lấp lánh em nhặt thôi. Sẵn đây sưu tập hình ảnh luôn nha anh em. Rồi chỗ này là chọn nhân vật nào đây? Ok, sau khi gợi ý thì anh em chọn Koroda cá sấu đâu rồi, nhìn cá sấu với lại Sanxi nha. Đây rồi, Sanxi Sanxi đây. Ok, đó anh em nhớ nha, Koroda với lại Sanxi. Xong. Bấm qua nhanh luôn. Xong, sẽ tập thêm một bức hình nữa. Quá đã, quá đã. Rồi, anh em qua cái người khổng lồ này nhận nhiệm vụ đây, có dấu chấm than nè. Rồi. Trình trình trình, cho tôi xin nhiệm vụ đi. Ok, xong nhiệm vụ này luôn. Quá tuyệt vời anh em ơi. Ha. Xong. Tiếp tục. Anh em đi qua đây. Đấy. Ông bác sĩ nhận nhiệm vụ hết cho mình nha. Rồi tiếp tục qua đây nhận nhiệm vụ luôn. Nói chung anh em trước tiên anh em nhận hết nhiệm vụ cho mình đi. Ồ cái con hươu cầu cổ này có gì không vậy? Không. Rồi tiếp tục nhận nhiệm vụ bé này luôn. Đấy, nói chung qua đây anh em gặp bốn người này và anh em nhận hết bốn nhiệm vụ cho mình. Rồi sau khi nhận xong anh em đi nhặt đồ thôi. Ồ cái bà này thì trả lời câu hỏi thôi. Ui sai rồi, sai luôn. Bà này thì nhiệm vụ đơn giản nên em chỉ trả lời câu hỏi. Rồi này là ý cuối nha, ý đầu tiên là ý cuối, ý thứ hai là rồi sai luôn. Ok, ý thứ ba là ý đầu lại lại nè. Này nói chung đánh mò thôi chứ anh em dùng Google gì giờ dịch lâu lắm. Rồi ý đầu tiên là ý cuối nè, rồi ý thứ hai là ý gì ha. Ôi kỳ ghê ta, tức trời đó, giận hết sức ạ. Ai lại nè. Thì đầu tiên là ý cuối nha. Câu hỏi thứ hai là ý cuối luôn, và câu hỏi thứ ba là ý đầu tiên. Rồi xong, hoàn thành nhiệm vụ của bà này. Không có gì khó. Rồi sau khi anh em nhận hết cái nhiệm vụ chỗ này thì bắt đầu anh em đi dạo vòng tròn đây thôi. Wow, đây cái con khủng long co lùn này luôn. Anh em qua anh em nói chuyện luôn nha. Hai. Ok. Cao quá không thấy á. Cho anh em qua con khủng long to đùng này anh em nói chuyện tiếp nha. Rồi, bắt đầu anh em đi vòng vòng anh em nhặt đồ để trả nhiệm vụ cho mấy bà đó thôi. Đây à, đây đây có bong bóng luôn nè. Từ nha. Đây, nhận nhiệm vụ bong bóng. Ủa sưu tập hình ảnh đây nữa ha. Ôi ôi. Wow, tới đây nhận hình ảnh nữa nha. Ôi đánh lộn. Đó, nhớ tới đây làm nhiệm vụ này nữa nha. Wow, cái này nó bắt mình sử dụng Roro em ơi. Ok. À không phải. Đây. Yoro tại vô này không phải. À cái này mình chọn được tướng bất kỳ, quên. Bữa mình chọn Yoro mình giới thiệu cho anh em do Yoro mới có chiêu thức mới á. Anh em sử dụng chiêu 1 nè, đó nó sẽ mở thêm một chiêu mới nữa. Nên bữa mình giới thiệu anh em á. Hai chuyển qua chu Marco. Ủa gì ấy kìa, đây à, phượng hoàng lửa chu 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 chu. Ok rồi, sau khi đánh xong chỗ này
Ok, anh em tiếp tục nó sẽ đưa tới cho mình chỗ này nha. Đó. Cái chỗ đó là nhiệm vụ đảo chứ không phải là sưu tập hình ảnh nha. Rồi xong, tiếp tục một bé nhiệm vụ này quá đi xịn. Ok, tiếp tục anh em đi thôi. Đó. Cái đảo này thì nó nhỏ lắm, anh em cứ đi vòng vòng là thấy hoàn thành nhiệm vụ à. Anh em lâu lâu gặp mấy cái người này anh em nói chuyện biết đâu nó tặng quà nữa nha. Hay lắm. Rồi, ok. Đi xuống dưới đây. Ông người khổng lồ này. Ok, rồi rồi, đây đây, tiếp tục. Cái chỗ ông bác sĩ nhiệm vụ nãy anh em mình nhận cho ông bác sĩ á là đi tìm thuốc cho ổng nè. Đây, bây giờ mình đi tìm mấy chỗ thuốc cho ổng nè. Rồi. Không biết tìm mấy mấy loại thuốc không biết. Để coi thử đi đi qua đó coi thử cho hình như tìm một ha, mấy loại biết à tìm nữa. Đây. Đây nữa nha. Đấy. Sáng thứ hai. Rồi tiếp tục thôi. Đây đây gặp ông này nữa, nhận nhiệm vụ luôn. Nói chung anh em gặp thì anh em nhận nhiệm vụ trước đi, rồi anh em đi tìm đồ đạc sau. Ui, một bé thôi à. Một bé thì nhầm nho vậy. Chu 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 chu. Ui, cũng trâu dữ à. Cũng trâu dữ à. Chu ui. Yeah. Bam, Phượng Hoàng. Chu móc ra sao? Móc ra sao đánh đít? Đánh đít chạy đâu? Mày dám chạy đâu? Mày dám chạy đâu? Mày dám chạy đâu? Con tê giác khổng lồ. Con khủng long. Trâu dữ à. Ok. Rồi xong thêm một cái nhiệm vụ nữa. Quá đơn giản. Đây, đưa thuốc đây. Ok, anh em phải đánh mấy này. Ồ, phải đánh thêm một bé nữa hay gì đó. Nó mới đưa thuốc cho mình. Đà, đúng rồi, qua đây nữa. Đây, em đổi nhân vật khác đánh cho vui ha. Vô. Tới công chuyện luôn. Tiếp tục một bé nữa. Ồ, chạy đâu. Cho cho. Say say say. Thấy chưa, anh em thấy say chưa. Đố anh em biết làm được á. Đố anh em làm được chữ say vậy á. Ôi chu chặt chưa chắc. Rồi một phát nữa toàn nhả thuốc đây. Ok xong chạy luôn. Tiếp tục thôi. Này, đi 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 qua đây. À, nói chung mình em đi bao vanh hết cái đảo là được rồi. Xong rồi ha. Anh em ơi, mình phải đánh thêm một bé nữa. Rồi, đánh thêm một bé nữa sao? Đánh thêm một con tê giác nữa. Như bên đây nè. À, đây nè, đúng rồi, đây nè. Hô hô hô. Đánh dữ à. Ok. Cho anh em đánh đủ ba con tê giác là được. Ok, ui. Yai cha. Chu cha. Quá mạnh. Bam bam quá nhanh quá nghiệm. Ok xong chúng coi có hết rồi đây. Xong qua bác sĩ nè. Đấy tôi đánh nãy giờ mấy người ta giác đó, giờ tôi đưa thạch cho ông này. Ok xong. Yeah. À, tiếp tục chỗ đây có một cái đường nè em nhặt luôn nha. Này là quà thôi, quà trời cho thôi chứ không có liên quan đến sự kiện nha. Rồi tiếp tục anh em phải đi tìm một vài món đồ phát sáng nữa nha. Rồi rồi như đi dưới đây nè, xuống đây anh em đi xuống dưới đây nè, chỗ đây nè, đó tụ tập đông vậy. Đây 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 chỗ này phát sáng nè, không anh em nhận liền đấy. Ok xong tôi đã tìm được manh mối. Rồi, anh em quay lại chỗ kia thôi. Là chỗ này. Đây. Chỗ thanh niên này nha, cowboy này. Rồi.
Ok, được nhiêu phần trăm rồi? 87% rồi. Xong, sau khi mà anh em làm nhiệm vụ cao bồi đã xong, anh em qua đây làm nhiệm vụ của thằng này lo. Lô lô cho tôi xin nhiệm vụ đi. Ok, baby. Rồi. Đây thôi, sắp xong rồi, coi coi thử coi. Còn nhiệm vụ gì nha? À, còn một nhiệm vụ này nữa thôi. Wow, nhiệm vụ cái rương gì đấy. Đây. Tới cửa thanh niên này nha. Nói chuyện. Hello, hello, Siro. Đấy, làm nãy giờ chạy vòng vòng. Xong, anh em đi qua lại chỗ bà này. Đấy, đi qua lại chỗ người khổng lồ này. Nói chung mình giảng hòa hai người khổng lồ này nè mà. Ok. Có cho gì tôi không? Tôi giảng hòa không? Có cho tôi cái gì không? Rồi anh em tới chỗ cục thịt của này, đem cục thịt qua cho thằng kia để giảng hòa. Ui, cười quá phải không? Để đi đi để đi qua thử nha anh em, phải đem cục thịt qua cho này không? Đúng rồi. Ok, ăn đi. Rồi xong về nha, không đánh nhau nữa nha. Ok, người lớn nói phải nghe nha. Rồi ok đó. Xong về lại chỗ thằng nghe kia là hình như xong nhiệm vụ luôn đấy. Hi, tôi đã làm xong rồi. Ủa không phải à, thiếu thiếu gì ta, thiếu thiếu gì ấy. Đây 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 đây, đi nãy giờ luôn em ơi, chỗ này nữa nha. Chỗ phát sáng nè. Trời ơi, anh em phải đi qua đây nha. Rồi còn gì nữa không, gì không nói tiếng luôn nha. Ui vẫn còn nếu mùi càng quá, càng quá. Tới chỗ đó phát sáng còn chỗ nào nữa không? Nói chung cái này thì bản đồ này nó khá là hẹp nên em cứ đi vòng vòng là được. Chỗ nào nữa ta? Đây 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 đây. Ôi ôi, nó giấu ngay đây luôn em ơi. Giấu ngay con tê giác nè. Tức thiệt chơi đây nè anh em nha. Lâu quá không làm quên em ơi. Rồi giấu ngay sau lưng, trong bụng tê giác luôn. Thiệt chứ khôn ghê á. Rồi đây, nó hiện lên cái rương luôn nè. Anh em thấy không? Thì một số anh em có thể nó sẽ nằm chỗ khác nha. Cái này thì nó sẽ nằm ngẫu nhiên. Anh em cứ đi vòng vòng tìm thôi. Rồi, nó hiện lên cái rương. Rồi, xong. Nói chung nhiệm vụ cuối cùng này là cái rương mà, thấy không? Đây, anh em thấy nè, cái rương nè. Đấy, xong. Nằm ngay góc đó luôn. Này chi mò nãy giờ đi hoài không thấy. Tức thiệt chứ. Rồi, quay lại nha. Ok, xong nè. Thiệt tình ạ. À. Rồi, rương đó, làm gì làm đi. Ok, xong 100% nhiệm vụ nha anh em. Quá xì luôn. Thì hoàn thành đảo thứ 9 nữa rồi anh em ơi. Đấy, sắp sắp xong cái danh sách đảo thứ hai này luôn rồi. Đó, vô nhận quà thôi anh em ơi. Ui, quá trời quà luôn nè. Cái tăng nè, bản đồ kho báu nè. Đấy, thì mình cũng vừa rồi làm một cái series hướng dẫn anh em đào bản đồ kho báu rồi ha. Anh em có thể xem lại ha. Đào quá trời vẽ vàng quay tướng với lại chế tăng ác quỷ luôn, rất đã luôn, tiền quá trời luôn. Ok, cảm ơn em đã xem video nha, nhớ like và chia sẻ video này giúp mình cũng như đăng ký kênh để xem những khám phá đảo tiếp theo. Ok, cảm ơn em nha, bye bye, nhớ chia sẻ video này giúp mình nha, cũng như comment bên dưới để cho video lên top nha, nhiều lượt xem nhiều lượt like mình mới làm tiếp nha anh em, chứ làm mà không ai xem không ai like đó, nó buồn lắm. Hu 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 hu.